Hôm nay 27 tháng 5, cảnh sát Úc cho biết là đã bắt giữ 14 người, trong đó có 6 người mang quốc tịch Malaysia và 8 người mang quốc tịch Trung Quốc vì có liên quan đến vụ vận chuyển 200 kg methamphetamine trái phép vào quốc gia này. Cảnh sát Úc cho biết lực lượng điều tra tội phạm đã ngay lập tức mở cuộc điều tra sau khi phát hiện những hành động đáng ngờ của một chiếc tàu chở 8 người Trung Quốc bị chặn cách bờ biển Tây Úc khoảng 185 km hồi đầu tháng 5. Sau khi lục soát tàu, đội điều tra đã bắt giữ một số người mang quốc tịch Malaysia và thu giữ được tổng cộng 200 kg methamphetamine. Theo kết quả của cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ, 6 người mang quốc tịch Malaysia, tất cả đều là nam, tuổi từ 24 đến 54, đều bị kết tội, và 8 người mang quốc tịch Trung Quốc, tất cả đều là nam, tuổi từ 37 đến 56 trên tàu, cũng bị cáo buộc vì liên quan đến vụ thu giữ ma túy này. Theo cảnh sát Úc, đây là vụ triệt phá đường dây buôn lậu lớn thứ hai trong lịch sử tại đây. Trước đó là vụ bắt giữ 320 kg hàng lậu hồi tháng 9. Theo ước tính của sở cảnh sát, số methamphetamine này có giá khoảng 200 triệu đô la Úc, tương đương 144 triệu đô la Mỹ. Hồi đầu năm, hãng tin Reuters đã đưa tin về vấn nạn rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp đang có xu hướng tăng tại Úc. Theo cảnh sát nước này, việc các ngân hàng lớn của Úc rút khỏi ngành kinh doanh ngân hàng hồi năm ngoái đã tạo cơ hội cho các đường dây chuyển tiền ngầm tăng, và Úc trở thành quốc gia không có sức chống chọi mạnh mẽ trước nạn rửa tiền và tội phạm tài chính đang gia tăng trên toàn cầu.